thời tiết này á mà làm vài ly bia lạnh, trời ơi tuyệt vời luôn, vứt ngoài. Mà anh nói chuyện với Trúc Mai chưa vậy? Rồi. À Yến nè. Nếu như mà em có bận thì... Em đâu có bận, rảnh lắm, em đi với anh được mà. Không cần đâu, thiệt ra là anh có... Đã nói là không có bận gì rồi mà, đừng có khách sáo, em đi được. Hiểu rồi. Có hẹn với nữ chính chứ gì. Vậy thì thế thân này phải rút lui thôi. Anh xin lỗi nha, em đừng có giận anh. Thiệt tình là nãy giờ anh cũng định nói với em, nhưng mà anh không biết phải nói bằng cách nào hết. Đưa em đi gặp Trúc Mai đi. Yến à, em không có ăn thịt nữ chính của anh đâu, đừng có lo. Đi nhanh đi. Chào Yến. Anh chăm mưa của cô đâu rồi? Ai? À anh Mạnh hả? Ừ, ổng đâu rồi? Chứ anh còn ở tiệm giày á. Em định đi cái chuyện với anh Mạnh nữa đó hả? Nè, bộ nhìn mà em mê cái chuyện lắm hả? Tại ai mà tôi từ chính thức thành tiểu tam hả? Mà đâu có được làm tiểu tam, làm em gái luôn rồi. Còn những xuống cấp dễ sợ. Còn cười nữa hả? Đã vậy, em gái mưa này sẽ đi tìm gặp anh trai mưa. Sau đó tụi tôi sẽ góp gió thành bão, để coi hai người có hẹn hò với nhau được nữa không. Sao vậy má? Sao lại... Má, vậy cô là... Bộ có chuyện gì hả chú? Lê Trúc Lam sinh ngày 8 tháng 5 2003, là tròn 20 tuổi. Không phải cô gái này. Năm nay nó cũng được 21 tuổi rồi. Con bé có khỏe không? Nó đang sống như thế nào vậy? Phải là 21 tuổi mới đúng chứ. Có khi nào làm giấy khai sinh trễ? Ôi nhức đầu quá. Ai đó? Dạ chú gọi con. Vô đi. Dạ. Hôm qua về nhà, mẹ của cô có nói gì về tôi không? Dạ không có. Cô có chị em gì hay không? Dạ có. Con có một người chị hai. Chị hai? Năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Dạ năm nay chị 21 tuổi. Mà có chuyện gì vậy chú? Đang làm gì ở đâu? Dạ nhưng mà có chuyện gì mà sao chú cứ hỏi chị cũng hoài? Đang làm gì ở đâu? Dạ chị đang học làm đầu bếp. Nhưng mà có chuyện gì mà sao chú hỏi chị hai con hoài vậy chú? Ước mơ của nó là được làm đầu bếp. Tôi mong cậu có thể giúp nó được học hành tới nơi tới chốn. Cô nghỉ việc đi. Dạ. Nhưng mà
tại sao vậy chú? Không có tại sao gì hết. Nghỉ việc đi. Tôi sẽ bồi thường cái tiền thất nghiệp cho cô. Cô ơi, nhưng mà con đâu có làm gì sai đâu chú. Không lẽ chỉ vì mâu thuẫn của chú với má con hồi xưa mà con phải bị nghỉ việc, như vậy nó không có công bằng. Chú ơi, con sẽ cố gắng làm việc chăm chỉ, con sẽ không có gây ra bất cứ một rắc rối nào hết. Chú cho con ở lại làm nha chú. Tôi đã quyết rồi, ra ngoài. Chú đừng. Ra ngoài. Đúng là đã có tiến triển khả quan hơn so với cái giai đoạn đầu mới điều trị. Có vẻ như là cậu đã cố gắng rất nhiều. Kết quả kiểm tra cho thấy là hệ thần kinh đã ổn định và những dây thần kinh cảm xúc đã hoạt động tương đối bình thường lại. Như vậy tôi có thể quay trở lại làm việc bình thường được chưa bác sĩ? Nghe nói cậu là bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ. Dạ đúng rồi. Nhưng mà bây giờ tôi không muốn làm bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ nữa. Tôi muốn học lên chuyên khoa và làm vài thứ khác. Chắc là còn hơi sớm. Cậu cũng biết rồi, hội chứng rối loạn lo âu là một bệnh lý khiến cho con người cảm thấy ám ảnh những nỗi sợ hãi quá mức. Tâm trạng của cậu bây giờ đã bình ổn rồi, nhưng giai đoạn tiếp theo á là cậu phải tìm cách khắc phục những nỗi sợ hãi mà cậu đang bị ám ảnh. Khắc phục nỗi sợ hãi sao? Chú ơi, về trước nha chú. Tới đây kiếm hoài vậy ta? Chú cho em qua đường kia. Nè, định trốn đi đâu vậy anh Trâm Mương? Ai thèm trốn, tới giờ về tôi đi về thôi. Cô làm gì vậy? Ui bà ơi. Thề đi. Bạn nít đâu mà thề. Anh không thề tôi sẽ không bỏ ra đâu. Rồi tôi hứa được chưa? Uống ra. Đã chứ à. Đi uống với tôi vài ly đi. Trời ơi con gái gì mà hở chút đập cái rủ đi nhậu vậy. Thì chú giờ có biết làm gì đâu. Hay là anh muốn hai tụi mình vô trong công viên, sau đó hẹn hò giống như là mấy bạn học sinh cấp 3 hả? Ai thèm hẹn hò với cô? Thì bởi vì người ta mới rủ đi nhậu còn gì. Ê, nè, cô làm gì vậy? Đi nhậu. Nhưng mà tôi đã đồng ý đâu. Nhưng mà tôi thì sẵn sàng rồi, đi thôi. Đi đi. Phiền thiệt luôn á. Nhanh lên. Từ từ cũng phải ấy chìa khóa chứ. Anh thấy trong người sao rồi? Anh thấy mình hơi bị chóng mặt. Hay thôi mình về nha. Để lần sau mình thử cũng được. Em chờ anh chút xíu nha. Anh Khoa, anh Khoa. Nào trả lời em nè. Hít thở nha. Ok. Từ thôi, đúng rồi. Thở ra. Hít vào. Thở ra. Thêm lần nữa, hít vào. Thở ra.
Anh thấy sao rồi? Có đỡ hơn không? Anh thấy đỡ hơn rồi. Em học cách này ở đâu hay quá vậy? À, em mới học được từ bác sĩ điều trị của anh đó. Ừ, em muốn biết thêm để có thể giúp được cho anh. Chỉ cần có em bên cạnh anh, anh nghĩ mình sẽ làm được. Tôi không nhận con gái của chị vô làm. Chị gian dựng đưa nó vô đây. Chị muốn phá tôi chứ gì? Không phải vậy đâu. Cậu đừng hiểu lầm mà. Hiểu lầm? Chuyện ranh ranh như vậy mà còn chối nữa. Chị với nó muốn kiếm chác từ tôi, đúng không? Sao lại có thể vô cảm với con gái ruột của mình như vậy chứ? Không chịu nhận lại con nhỏ thì thôi. Đâu có cần phải tuyệt tình tới như vậy. Trọng nào gọi nè. Người đâu điện thoại đó đi, dứt lung tung. Alo. Tôi đang ở trước cửa nhà chị. Chị xuống đây đi. Sao cậu biết nhà tôi? Mà tôi nói với cậu một lần cho rõ nè. Giữa tôi với cậu không có chuyện gì để nói với nhau hết á. Cậu còn trẻ mà lại xua đuổi người ta. Tìm đâu ra mới ngon vậy chị? Bị điên hả? Nói cái gì vậy? Ra ngoài. Ủa hình ai vậy? Đằng cái gì kỳ cục vậy hả? Ở đâu ra cái thói đồ đạc không phải của mình mà cứ tự tiện đụng vô vậy? Ủa tôi thấy lạ tôi hỏi thôi mà. Chị hôm nay là chị lạ lắm rồi nha. Chú mới là kỳ cục á. Ra ngoài. Ra thì ra. Trời ơi, cậu phiền phức quá vậy. Tôi không muốn cậu tới tìm tôi như vậy. Có chuyện gì nói lẹ đi. Chị của Trúc Lâm có phải là đứa nhỏ đó hay không? Mà tự nhiên cậu hỏi như vậy. Chị hai của Trúc Lâm có phải là đứa nhỏ chị nhận nuôi hay không? Sao tự nhiên bữa nay cậu tò mò vậy? Bộ đổi ý muốn nhận lại con rồi hả? Tôi đâu có điên. Nhận nó là gia đình của mình. Để rồi sự nghiệp của tôi tan thành theo mây khói. Tôi không muốn trở thành trắng tay. Không muốn nhận lại con. Vậy cậu tới tìm tôi làm gì? Chị tưởng đâu là tôi muốn tới đây lắm sao? Mẹ con của chị giỏi thiệt. Âm mưu quấy rối cuộc sống của tôi. Bây giờ thành công rồi đó. Nói luôn đi. Bao nhiêu? Chị cần bao nhiêu tiền? Cái gì? Ý cậu làm sao? Bớt diễn đi. Loại người như chị tôi quá rành mà. Chị cố tình tới bệnh viện của tôi để đe dọa tôi. Mục đích của chị đã đạt được rồi đó. Nói nhanh đi. Bao nhiêu? Bao nhiêu tiền để đưa con bé khuất mắt tôi? Thôi đi. Bộ tất cả những người có tiền có quyền đều vô lương tâm như cậu hết hả? Dứt bỏ con nhỏ bao nhiêu năm trời, bây giờ có một chút tin tức cũng không thèm quan tâm con nhỏ sống ra sao, học hành thế nào. Cậu sợ là con nhỏ sẽ gây nguy hại cho cậu hả? Cậu yên tâm đi, nó còn chưa hề biết đến sự tồn tại của một người cha là cậu nữa kìa. Tại sao cậu lại cay nghiệt với nó như vậy? Dù sao nó cũng là máu mủ của cậu mà. Cái gì? Máu mủ? Tính đem cái chuyện này ra để đòi tiền tôi chứ gì? Cậu Trọng, năm xưa chị đòi nhận nuôi con nhỏ là tôi đã nghi ngờ rồi. Đã nghèo còn đèo bồng đòi nuôi con người khác. Ngày hôm nay mọi chuyện đã lộ ra hết rồi. Ban đầu chị tới gặp tôi là muốn đòi tiền tôi. Tôi không chịu. Chị gài con gái ruột của chị vào bệnh viện của tôi làm để uy hiếp tôi, đúng không? Kế hoạch lên kỹ lưỡng như vậy tức là có tính toán từ trước. Trả lời luôn đi, chị cần bao nhiêu? Bao nhiêu tiền để mẹ con chị cút xéo khỏi cuộc đời của tôi? Thôi đi. Cô Dân, tôi nói cho cậu biết,
tôi nhận nuôi Trúc Mai là vì tội nghiệp nó. Tôi thương nó. Nhưng tôi thấy con gái tôi khốn khổ vì gia đình nghèo khó, cho nên tôi thấy có lỗi với nó, muốn tới gặp cậu để xin cậu giúp đỡ. Nhưng bây giờ tôi thấy tôi sai rồi. Cậu yên tâm đi, từ nay trở đi tôi sẽ không bao giờ cho con gái tôi nhận một người cha vô lương tâm, vô trách nhiệm, vô đạo đức như cậu đâu. Bây giờ cậu có quỳ dưới chân tôi xin nhận lại con, tôi cũng không cho. Tôi cũng sẽ không nhận bất cứ một đồng tiền dơ bẩn nào của cậu để giúp đỡ Trúc Mai. Tôi yêu cầu cậu, từ nay trở đi không được xuất hiện trước mặt tôi, cũng như không được xuất hiện trước mặt con gái tôi. Bởi vì tôi sợ nếu như Trúc Mai nó biết nó có một người cha là cậu thì nó sẽ kinh tởm lắm. Tôi cũng yêu cầu chị đừng bao giờ cho tôi thấy mặt con gái của chị. Suốt đời, suốt kiếp này đừng để nó xuất hiện trước mặt của tôi. Cậu yên tâm đi, nếu như cậu không tự giác mặt tới tìm con thì cho tới chết Trúc Mai nó cũng không bao giờ biết đến sự tồn tại của cậu đâu. Anh ổn không? Mình leo cùng nhau nha. Anh ơi, anh qua đeo dây neo cho ảnh giùm em nha. Anh uống trà oải hương đi, sẽ giúp cho anh thấy đỡ hơn đó. Anh cảm ơn em. Hình như là khó hơn anh nghĩ, nhưng mà anh thật sự rất mong muốn nhanh chóng vượt qua để có thể sống như một người bình thường và được làm việc. Anh muốn đi làm lắm rồi hả? Anh muốn độc lập tinh thần và kinh tế với mẹ của anh. Anh đã liên hệ với giáo sư rồi, anh sẽ làm trợ lý cho giáo sư trong dự án sắp tới. Đó là ước mơ của anh mà đúng không? Cho nên là anh muốn khắc phục nỗi sợ để có thể làm những gì mà mình muốn. Anh cứ từ từ thôi, anh sẽ làm được mà. Nếu anh thật sự muốn làm một điều gì đó thì chắc chắn vũ trụ sẽ giúp đỡ cho anh. Giống như em vậy đó, em sẽ luôn ở bên cạnh anh. Chú Mai, em có biết không, một phần anh muốn nhanh chóng trở lại công việc là vì anh muốn ổn định sự nghiệp. Chỉ khi có đủ tự tin thì anh mới có thể. Còn không em? Nhưng mà bao giờ anh mới lấy lại đủ tự tin? Em đoán thử xem. Một tháng. Một năm.
10 năm. Có thể hả? Không biết lúc đó em có còn trẻ đẹp để anh còn thích em không nữa. Cái tên đáng ghét này. Nhưng mà anh đừng có lo, em là người rất kiên nhẫn. Em sẽ chờ anh, cho đến khi anh có thể hồi phục hoàn toàn. Nên anh cứ từ từ lấy lại tinh thần nha. Đừng có sốt ruột nữa, biết không? Anh xin lỗi nha. Hôm nay mọi cố gắng của em cũng như tan tành rồi. Mình còn nhiều thời gian mà. Với lại, đâu phải lúc nào mình cũng có cơ hội hẹn hò với nhau đâu. Mình phải tranh thủ thời gian thôi. Đi thôi. Em đã chuẩn bị cho mình một kế hoạch khác rồi. Trời em cất vào trong tóc, cả biển xanh mát ở trong mắt, còn chuyện tình cứ sâu vào trái tim. Dạo này yêu anh mà sao tim lại đập nhanh, chẳng em mãi nghe tiếng của anh nè. Cảm ơn em. Ngon quá. Cái này chấm với tương ớt mới ngon nè. Bạn gái của anh đúng là xịn lắm luôn á. Xịn ha. Để vậy á còn chu đáo nữa đó. Mai à, cuộc đời này ai mà cưới được em á là sướng nhất luôn đó. Vậy mà có người á nói là cho em đợi tới 10 năm lần mới chịu cưới em. Chắc phải đi tìm mối khác quá à. Em nhìn đi đâu đó? Em chỉ được nhìn mỗi mình anh thôi, biết chưa? Đứng im. Anh thôi đi. Ăn đi nè, cho bớt ghen. Anh thấy ngon không? Ngon. Nhưng mà đồ ăn của đầu bếp Trúc Mai nấu vẫn ngon hơn nhiều. Hôm nay hơi gấp gáp quá. Để lần sau em nấu cho anh bữa ăn ngon nha. Hứa nha. Mỗi ngày anh sẽ em hoài luôn đó. Cho em nè. Cảm ơn anh nha. Ngon quá. Hoa Vương đang phát sóng trên ứng dụng Vion.